Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn mạch hẹn giờ mini T11. Đấy, trên tay mình là mạch hẹn giờ. Mạch của chúng ta thì có kích thước khá là nhỏ gọn, với một heater để cắm nguồn và một heater để cắm phần điều khiển ra. Module chúng ta thì sử dụng chip STM8. Module của chúng ta thì cung cấp cho chúng ta 3 khoảng thời gian hẹn giờ, đó là các bạn có thể hẹn giờ theo giây, theo phút, theo giờ hoặc theo ngày. Đây thì các bạn có thể thay đổi RAM chốt ở đây để xác định cái khoảng thời gian muốn cài. Ví dụ các bạn muốn hẹn giờ theo tính theo giây thì các bạn sẽ cắm cả hai RAM chốt này. Khi cắm RAM chốt vào thì sẽ đưa cái mức này về không. Các bạn có thể quan sát đây này, chúng ta có 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Thì đây ví dụ nếu chúng ta cắm 1, 2 ở mức 0, 3, 4 ở mức 0, tức là cắm RAM cả hai RAM vào như này thì chúng ta sẽ hẹn giờ theo giây. Còn khi các bạn để RAM ở 1, 2 và gỡ RAM ở 3, 4 ra, tức là 1, 2 ở mức 0 và 3, 4 ở mức 1 thì chúng ta sẽ hẹn giờ theo phút. Tương tự như thế thì khi 1, 2 ở mức 1 và 3, 4 ở mức 0 thì chúng ta sẽ hẹn giờ theo giờ, như là hẹn là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đấy. Còn khi mà 1, 2 và 3, 4 ở mức 1 thì chúng ta sẽ hẹn theo ngày, tức là một ngày hôm nay bật và ngày hôm sau tắt. Đấy, ví dụ như thế. Thì module của chúng ta thì được cấp nguồn là DC12V. Đây các bạn có thể thấy có ghi chú rõ ràng ở trên module. Đầu out của chúng ta thì sử dụng một phép hai kênh, đấy là 9926A. Đây thì với con phép này thì cung cấp cho chúng ta dòng mắc là 9A và điện áp mắc là 20V. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho module để chúng ta cài đặt. Đây các bạn sẽ có rắc nối như này rất là tiện. Đây sau khi cấp nguồn thì các bạn sẽ thấy là có led báo nguồn sáng này. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một nút run setup và một đèn starter. Nút này thì sẽ có chức năng như sau. Khi các bạn nhấn xong nhả thì nó sẽ bắt đầu kích hoạt cho module hoạt động, bắt đầu đếm giờ và hẹn giờ cho chúng ta. Ví dụ như đây mình đang để là bật 10 giây và tắt 10 giây. Để cài đặt cho module này thì các bạn sẽ nhấn giữ nút này trong 3 giây. Các bạn lưu ý cho mình là phải nhấn đúng khoảng thời gian là 3 giây. Rồi sau khi hết 3 giây thì các bạn nhả ra. Đây mình sẽ tiến hành như sau. Nhấn 1, 2, 3, nhả tay ra. Đây thì các bạn sẽ thấy đèn sẽ nhấp nháy. Và sau khi đèn nhấp nháy thì cái đèn trạng thái này chúng ta sẽ sáng lên. Thì đây các bạn sẽ bắt đầu là set cái thời gian bật, tức là thời gian on này. Thì mình sẽ nhấn này, 1, 2, 3, 4, 5. Ok xong thì các bạn sẽ nhấn giữ nút xuống. Đây cho đến lúc nào đèn này bắt đầu nháy, rồi các bạn thả ra. Xong vừa rồi là chúng ta cài đặt thời gian bật. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt thời gian tắt bằng cách nhấn như sau. Các bạn nhấn giữ nút này cho đến lúc nào con led này lại blink, tức là lại bắt đầu chưa tắt. Đây thì các bạn quan sát, sau khi blink xong thì con led này sẽ tắt đi, tức là đây là thời gian tắt của module. Thì mình cũng sẽ đếm số lần bấm như sau. Đây 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, các bạn bấm bao nhiêu lần thì tương ứng với là bấy nhiêu giây. Đây chúng ta có thể thấy cái này mình đang để RAM là 00 thì sẽ là set giây. Đây sau khi xong thì các bạn sẽ nhấn giữ xuống để xác nhận thời gian, đợi cho led trạng thái của chúng ta nhấp nháy thì chúng ta lại thả tay ra. Đây các bạn thấy led này nhấp nháy. Sau khi nhấp nháy xong. Đấy, như vậy chúng ta đã kết thúc quá trình cài đặt. Để bắt đầu cho module chạy thì mình sẽ nhấn nút và nhả ra. Các bạn thấy module sẽ bật 5 giây và tắt 5 giây. Đấy. Module này thì các bạn có thể hẹn thời gian bật và thời gian tắt khác nhau, hoặc là các bạn sẽ hẹn cho nó là chỉ bật chạy một lần và sau đấy dừng hẳn. Thì để bật chạy một lần sau đấy dừng hẳn thì các bạn sẽ cài cái phần T on, và sau đấy đến phần T off thì các bạn nhấn giữ cho sáng lên, sau đấy các bạn lại nhấn giữ cho tắt đi. Đấy. Các bạn sẽ set cái thời gian T off bằng 0 thì module sẽ chỉ chạy một lần và sau đấy dừng hẳn. Đây, về mắc tải đầu ra thì các bạn sẽ mắc. Đây, có sơ đồ đây.
thì phần dương của tải của các bạn sẽ cấp trực tiếp thẳng đi thẳng vào tải. Đấy, xong đi qua tải đi vào chân ao này. Đấy, còn chân còn lại sẽ là các bạn sẽ tức là dương từ đây đi qua tải đi vào đây, đi qua phép đi ra chân này và đi ra âm nguồn của các bạn. Thì các bạn sẽ đấu âm nguồn của tải vào đây và dương nguồn của tải vào với phần chân dương của tải. Đấy, các bạn có thể quan sát đây có sơ đồ. Trên đây là video giới thiệu về mạch Hanger Mini T11. Mạch này thì có kích thước khá là nhỏ gọn, các bạn có thể ứng dụng dễ dàng vào các mạch điều khiển của mình để tạo một khoảng thời gian trễ hoặc là muốn hẹn giờ. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.